Rồi chúng ta sẽ bắt đầu Thật ra là hôm nay sẽ là cái phần giới thiệu và cũng chia sẻ cho mọi người dần dần một chút kinh nghiệm của mình Nhưng mà trước khi đi vào uh, phần học ngày hôm nay thì uh, như anh bảo mọi người Khi mà mọi người ôn tập thi một cái gì cũng thế thôi Đó là mọi người phải nắm chắc cấu trúc bài thi Phải xem là bài thi nó đang yêu cầu mình làm cái gì Mình sẽ cần phải làm cái gì để chuẩn bị tinh thần tốt nhất Bây giờ gọi bạn trả lời luôn nhé Nào, anh nhờ bạn uh, Hương Bùi nào Hương Bùi trả lời cho anh đó là trong phần đọc Bài thi trung học phổ thông có bao nhiêu bài đọc? và tổng cộng số lượng câu là bao nhiêu? Thơm Bùi nào. Thơm Bùi nào được không em? Có, có, có. Nói đi em. Dạ, có hai bài đọc đấy. Hai bài đọc à? Rồi. Số câu mỗi bài là bao nhiêu em? Dạ, có bài, bài có bài bảy. Đúng rồi, nhưng mà thời gian nó tổng cộng là 3 bài đọc. Một bài đọc, hai bài đọc gì? Một, hai bài đọc hiểu và một bài đọc hiểu <laughs> hai bài đọc hiểu và một bài đọc điền chính xác và tổng cộng nó sẽ có 17 câu liền em nhớ chính xác đấy một bài đọc hiểu là 7 câu một bài đọc hiểu 5 câu và một bài đọc điền từ là 5 câu tổng cộng chúng ta sẽ có 17 câu và mọi người tính thử mà xem 17 câu phần đọc nhá nhân lên 0.2 mỗi câu đúng không là phần đọc đã được 3.4 điểm rồi cho nên là tất cả những cái phần còn lại của mọi người ấy, phần ngữ pháp này xong rồi là phần uh, à, đồng nghĩa trái nghĩa này xong rồi thì phần à, tìm lỗi sai này dù mọi người có xuất sắc đến mấy làm đúng hết tất cả những cái phần loại mà phần đọc mọi người không làm được ấy, thì điểm nó cũng chỉ đến được 6,6 không thể nào mà hơn được cái đấy mọi người biết rồi đúng không? Đấy, cho nên là phần đọc hết rất là quan trọng. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu lại cho các bạn là mà các bạn nào chưa biết thì cấu trúc bài đọc nó sẽ như sau. Đầu tiên là sẽ có một bài đó gọi là bài đọc điền từ năm câu, sương sương năm câu. Đọc điền từ này thì mình nghĩ là không phải giới thiệu nữa tại vì mọi người chắc là làm quá nhiều, không phải đến lớp 12 hai mà người mới học mà đúng không? từ cấp 2 đã học trắng trên mây mỏ rồi. Sau đấy thì mình sẽ có hai bài đọc đọc hiểu. Ở đây mọi người thấy rõ này, từ 31 cho đến 35 là 5 câu. Còn từ 43 cho đến 50 là 7 câu. Đó, một bài 5 câu, một bài 7 câu. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 12 câu tất cả. Và cái này là gọi là bài đọc hiểu. Và nếu như mà các bạn tinh ý, các bạn để ý nhé. Đó là số, tức là cái độ dài của bài 7 câu nó rất dài hơn hẳn bài 5 câu. Và tất nhiên là độ khó sẽ khó hơn rồi đúng không? Số lượng câu nhiều hơn, độ dài của bài đọc dài hơn. Như vậy thì cái độ thử thách nó sẽ phải khó hơn so với bài năm câu. Đấy, là giới thiệu cho các bạn một chút. Nếu như mà trước đây mọi người chưa để ý mấy, chưa để ý mấy. Được chưa? Thì đấy là cấu trúc ba bài đọc. Thì trong khóa học này của mình thì mình sẽ đi học lần lượt ba bài đọc và anh dự kiến đó là cái phần đọc hiểu này mình dành nhiều thời gian hơn. Tại vì phần đọc hiểu này khó hơn rất là nhiều và khóa học của mình có tận 4 buổi. Có tận 4 buổi cho cái phần đọc hiểu. Sau đó thì mình sẽ có phần 2 buổi dành cho phần đọc điện tử. Đấy là phần học lý thuyết nhé. Còn thứ sáu của mình thì sẽ là đi học giải đề. Mình sẽ đi lấy những cái đề thi đại học năm 2021, 2020 xong rồi trở về trước, lấy trực tiếp để làm cùng với các bạn và áp dụng những cái gì mà mình học cùng nhau vào thứ ba. Được chưa? Thì đấy là phần giới thiệu. Đây đến đây, 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 chắc là chưa có vấn đề gì đúng không? Đến đây, đây chắc là mọi thứ vẫn ok. Ừ. Rồi, thế thì anh muốn nghe kinh nghiệm làm bài của các bạn trước Hôm nay thì mình giới thiệu chung mà Hôm nay thì mình giới thiệu chung cho nên anh muốn nghe chia sẻ kinh nghiệm làm bài của các bạn về cái phần đọc hiểu Anh muốn nhờ mà bạn chia sẻ một chút Anh muốn nhờ bạn Huyền Trang nào Huyền Trang uh, chia sẻ một chút về kinh nghiệm làm bài này làm thế nào cho nó hiệu quả được không em? Hoặc là các bước làm của em khi em tiếp cận bài này nó sẽ là cái gì? Huyền Trang nói được không? Dạ em chào anh ạ ừ. Hello. Cái bài đọc hiểu của em thì em không giỏi Nên em không giỏi phần đọc hiểu lắm à Thế còn phần đọc điện từ này em có làm tốt không? Em không ạ à phần đọc là cái nội dung mà đang 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 hiểu nhất đúng không? Vâng rồi. rồi, thế thì hôm nay chắc là rất là buổi rất là có em đây. Anh nhờ ai xem nào? Anh nhờ Khánh Nguyễn xem nào. Khánh Nguyễn chia sẻ với mình là cách em tiếp cận cái bài đọc điện tử này như thế nào được không? Khánh Nguyễn à, Khánh Nguyễn nói được không anh? Rồi, anh nhờ lương Thắm xem nào. Học sinh của anh Nhờ Thấm chia sẻ cho anh cách em làm bài, các em tiếp cận một cái bài đọc hiểu, à bài đọc điện tử như này được không? Các bước em làm sẽ là cái gì? Thắm nào Dạ, ờ, đầu tiên thì bài đọc điện tử ạ à? Ừ, đây bài đọc trước mắt đi em, bài đọc điện tử này Thì em dịch nghĩa xong rồi đến cái ngữ Pháp ạ à? Dịch nghĩa xong rồi đến chỗ nào, điền ra vào chỗ đấy hả? Em dịch em... cả bài luôn à? đến đâu thì làm đến đấy rồi. Ừ, tức là làm, em dịch từ đầu đến cuối đọc, tức là dịch về cơ bản là dịch đúng không để chỗ nào có chỗ cần điền vào thì em điền xem đáp án tòa điền vào thôi gì lời như vậy thì dịch đến hết câu sau bây giờ là đúng nhiều không em làm cái phần bài đọc điền từ này em làm đúng nhiều không được tầm ba trên năm ba trên năm thế là bị thường bị sai cái gì vậy à. thường là bị sai cái gì vậy sai mất hai câu mà đúng không thường là bị sai cái gì vậy ví dụ như chọn lại những cái gì đi với giới thứ thì em hay ờ, ok, ok, ok. Rồi, cảm ơn thấm. Anh muốn nghe kinh nghiệm của bạn nữa. Anh muốn nghe của Nguyễn Ngọc Anh xem nào. Nguyễn Ngọc Anh bình thường là bài này có đúng nhiều không em? Và kinh nghiệm là bài của em đối với cái dạng bài này sẽ là cái gì? Nguyễn Ngọc Anh nào? Ừ. Nguyễn Ngọc Anh nói được không em? Không à? Anh nhờ bạn này xem nào. Anh nhờ Nhi Trần xem nào. Nhi Trần chia sẻ một chút về kinh nghiệm làm bài của em được không? Ồ, ừ. oh, toàn bạn ấy à? Toàn bạn không nói được à? Rồi, thực ra là có lẽ là để anh ấy, để anh chia sẻ luôn kinh nghiệm của mình. Anh nghĩ là những cái kinh nghiệm này nó là một cái phần rất nhỏ thôi, nhưng mà về sau mà sẽ giúp cho các bạn định hướng là các bạn ôn tập một cách hiệu quả hơn. Đầu tiên nhá, khi mà mọi người làm một cái bài gì đấy, đừng cắm mắt và làm bài luôn. Mà mọi người đọc qua cho anh một chút, đọc qua cho anh một hai câu gì đấy Ở mỗi đoạn, ví dụ ở đây có hai đoạn đúng không? Mọi người đọc qua cho anh một chút để xem xem là Nó đang nói về cái chủ đề gì Ví dụ ở đây đang nói về là graphic novels Tức là một cuốn tiểu thuyết có tranh có ảnh yeah. Đấy thì đang nói về là một loại sách rồi As the name suggests Như cái tên gọi của nó đúng không? Là books written and illustrated in the style by comic book Tức là đây là một cuốn tiểu thuyết Và viết với phong cách như là kiểu chuyện tranh Vậy có nhiều tranh và nhiều ảnh minh họa trong đó đã nói về cái loại sách rồi. Language learners also motivated by graphic novels. À, đây bây giờ đã nói về việc học ngôn ngữ đúng không? Và cũng nói về graphic novels. Ở à, đây nói về graphic novels sẽ là một loại sách rồi. Nói thế thôi đã. Từng ngày đấy thôi. Sau đấy bắt đầu phân tích những loại câu hỏi nhá Thì thực ra ấy, à, với bạn nào chưa biết thì với cái bài đọc bài đọc điện từ như thế này, này, nó sẽ có hai loại câu hỏi Và nó rất hay hỏi. Loại đầu tiên nó sẽ là những cái loại câu hỏi liên quan đến ngữ pháp. Giả sử anh nhờ mà bạn nói luôn, anh nhờ Phương Linh xem nào. Câu số 31 này là ngữ pháp liên quan đến nội dung gì đây? Phương Linh nào, câu số 31. Em nói anh là liên từ Liên từ đúng rồi. Thế bây giờ sẽ em nhìn đáp án em biết anh đang về liên từ đúng không? Thế thì khi mà em làm cái câu hỏi về liên từ em biết là em phải làm gì? Làm thế nào để em chọn được liên từ đúng? Em phải biết được là cách dùng dấu hiệu và dấu của nó và quan trọng là nghĩa, nghĩa của cái mệnh đề. Đúng rồi, bởi vì liên từ đó là từ nối đúng không? Nó phải nối hai cái, ví dụ như là hai cụm từ này, hai mệnh đề này hai câu với nhau đúng không thế thì đây mọi người sẽ phải đọc đằng trước cái chỗ chấm trừ liên từ đó và cái đằng sau chỗ chấm liên từ đó để mọi người xem xem là mọi người cần đến liên từ nào cho phù hợp đấy tức là mọi người biết nội dung là đang hỏi mình cái gì mà phát là mọi người phải nghĩ ra ngay hướng để giải quyết đọc đằng trước và đọc đằng sau như vậy là sẽ là liên từ rồi anh muốn nghe bạn thanh nhi chia sẻ xem nào thanh nhi theo thanh nhi thì câu số 32 này là ngữ pháp về cái gì đây Thanh Nhi nào? Thanh Nhi nói được không em? Không nói được à? Anh nhờ bạn Thành Trần nào? Thành Trần chia sẻ giúp anh được không? Có 32 là ngữ pháp về nội dung gì? Anh nhờ Tuấn Kiệt xem nào. Tuấn Kiệt nói được không? Em? Bấm mic nói được không em? Câu 32 này mọi người sẽ thấy đó là attract, attractively, attraction, attractive. Đây là bốn dạng loại từ khác nhau của từ attract, danh động tình trạng đấy. Thế thì đây nó là ngữ pháp về loại từ. Được chưa? Và mọi người nhìn xuống đáp án của câu 334. 3334 thì bây giờ nó không phải về ấy nữa, không là về ngữ pháp nữa mà nó lại liên quan đến từ vựng. Xuống đến câu 35 nó lại là về ngữ pháp và nó liên quan đến mệnh đề quan hệ. Đó, mệnh đề quan hệ. Như vậy thì mọi người xét này. Trong năm câu này nó có mấy câu ngữ pháp vậy? nó có 3 câu về ngữ pháp. Đúng không? 31, 32, 35 là 3 câu về mặt ngữ pháp. Một câu về liên từ, một câu về loại từ, một câu về mệnh đề quan hệ. 3 câu về ngữ pháp. Sau đấy thì các bạn sẽ có đó là hai câu từ vựng. Đúng chưa? Câu 33 và câu 34 là sẽ là hai câu từ vựng. Và đây nó sẽ là cái con số mà các bạn phải cần phải lưu ý cho anh. Bình thường khi mà mọi người ôn tập cái dạng bài này, mọi người phải nắm rất là chắc nó là có bao nhiêu câu, nội dung từng câu là cái gì, số lượng từng câu là làm sao. Và nhớ cho anh đó là ba câu ngữ pháp hai câu từ bữa. ngữ pháp thì thường nó hỏi cái gì chính là ba cái nội dung này bởi vì đây là đề thi thật mọi người nhé anh lấy đề thi thật cho mọi người làm luôn đấy đúng chưa thì ngữ pháp nó sẽ hay hỏi về liên từ này hay hỏi về loại từ này và hay hỏi về mệnh đề quan hệ đây là ba cái nội dung là nếu như mà mọi đảm bảo đam một ôn tập cái dạng này thì mọi người tập trung cho anh ba ngữ pháp đó để làm gì để mà tối thiểu là phải không phải sáu đã bởi vì ngữ pháp thường nó khá, mọi người học chán chết mê mỏi rồi mà đúng không thì tối thiểu phải được không phải sáu đã đó còn cái phần về từ vựng ấy, có 33, có 34 ấy à, Tất nhiên là nó phụ thuộc vào mỗi người rồi Cái này phụ thuộc vào bài và phụ thuộc vào khả năng của mỗi người Cái này ôn thì rất khó Còn câu ngữ pháp mọi người biết là nó hay thi vào nội dung nào rồi Thì mọi người phải tối thiểu phải nắm được 0.6 cho anh ở trong bài này được chưa? Thì đấy là cái phân tích câu hỏi Sau khi mọi người phân tích câu hỏi thì mọi người làm lần lượt, làm lần lượt Điền từ hợp lý nhất mà mọi người thấy Sau khi vào mọi người xong ấy, thì mọi người làm sao? Mọi người đọc lại toàn bộ ba đó để mọi người một là học mọi người xem xem kiểm tra lại một lần nữa này hai là để mọi người học từ vựng và số 3 ấy, nếu mà trong trường là nếu như mà mọi người có từ nào mà có câu nào mà không chắc ấy, thì mọi người đánh dấu nhé để mọi người làm lại sau chứ đừng mất thời gian quá vào một câu giả sử như là gặp một cái câu liên quan đến từ vựng nào đấy mà mình không chắc chẳng hạn nghĩ một lúc nhìn qua có vẻ là không biết là như thế nào rồi thì để để tạo ở đấy làm những câu khác trước bởi vì những câu khác nó công điểm như vậy mà đều chỉ là không phải hai điểm thôi đúng được câu từ vựng ở đây nó cũng bằng điểm của câu làm sau cho nên là mọi người mất thời gian ở đây Đừng nghĩ về là mọi người mất thời gian làm những cái phần khác Hình dung không? Đấy Chứ còn kinh nghiệm làm bài này thì anh nghĩ là Với mỗi đề mình sẽ ôn tập được nhiều thứ Còn là Có lẽ để cho các bạn minh họa hình dung tốt hơn Thì anh sẽ cùng mọi người bắt tay vào làm bài này luôn Mình sẽ lấy cái đề thi tập đại học này luôn Làm luôn nhá <laughs> Nghe anh nói rồi Bây giờ áp dụng vào làm bài luôn à. Các bạn comment cho anh đáp án lần lượt của câu số 31 đến câu số 35 các à, trật tự từ, từ loại từ đúng đây phải là loại từ nhé, không phải trật tự từ đúng không đây là loại từ danh động tình trạng Câu số 31 mọi người nhớ là về nội dung liên quan đến liên từ Mà đã liên từ rồi thì mọi người phải xem đằng trước và đằng sau của nó Xem nó liên kết với nhau như thế nào Xem nó có mối liên hệ gì về mặt nội dung Thì mọi người mới đi liên từ được Yeah <laughs> Câu 31 có vẻ đang khá là thống nhất với nhau về mặt nội dung Tí nữa gọi thử các bạn để trả lời luôn xem nào <laughs> Câu số 31 Ah uh. À chi có vẻ làm khá là nhanh này Rồi để cho chi thể hiện luôn em Mở mở ấy luôn nào Mở khóa câu đầu tiên luôn 31 Em chọn là C lý do vì sao vậy chấm phải. Hả liên quan gì vậy <laughs> Therefore chấm Therefore phẩy cũng được Hoặc là chấm in addition phải cũng được luôn Em Ờ vẫn quan trọng là từ cho anh nghĩ ấy Đúng chưa? Làm từ cho anh cái vấn nào trước nào À uh ha. -huh. Em dịch cho cái phần nào trước nào? Trước khi em đến đấy em phải dịch được cái phần nào trước đã Thì em mới chọn được đây là however hay không chứ Nào, có lẽ em dịch cho em mới luôn từ đầu được không? Bởi vì cái phần này là không nhiều từ mới Graphic novel sẽ là những cái gì đấy? Những tiểu thuyết có tranh, có ảnh Là gì đấy? Chi dịch được không em? À rồi ok, cảm ơn em Anh sẽ nhờ thì bạn Vân Trần Vân Trần à, Vân Trần giúp anh được không? 31 em chọn là C. Có lẽ phần này thì nhờ Vân Dịch giúp anh được không? Vân Dịch giúp anh nhá. Xong rồi điền thì do vì sao em chọn C ở đây. Vân rồi được không em? À, anh sẽ nhờ ấy nào. Anh nhờ bạn ấy vậy. Anh nhờ Lan Ngọc nào. Lan Ngọc giúp anh nào. À, không biết à Rồi, nào, câu này thì mọi người dịch nghĩa đơn giản thôi Đó là graphic novels, tức là những cái cuốn tiểu thuyết mà có có tranh, có ảnh minh họa Thì những cái tên gọi của nó vậy Nó là sách mà được làm sao? Được viết và được minh họa giống như phong cách của một cuốn truyện tranh bình thường Những người lớn, adults là người lớn đúng không? Người lớn thì nghĩ rằng là những cái cuốn tiểu thuyết như vậy Thì nó không giúp trẻ con trở thành những người đọc tốt hơn Họ tin rằng họ ở đây là chỉ ai vậy? Họ ở đây chính là adults Họ tin rằng cái loại tài liệu này reading materials, cái loại tài liệu đọc này nó bằng một cách nào đấy nó sẽ làm sao? Ngăn cản cái việc real reading, tức là cái việc trải nghiệm đọc thật. Tức là bởi vì vốn là sách là phải có nhiều chữ đúng không? Nhưng bây giờ không có nhiều chữ mà lại có nhiều tranh ảnh thì nó sẽ là ngăn cản cái việc đọc thật. Đấy. So far đến đây là họ đang làm một cái tiêu cực đúng cho mọi người. Tại vì họ nghĩ rằng là cái tài liệu này nó không giúp cho cái việc đọc. Đây là một cái tiêu cực. Đấy, trước câu 31 là cầm cái tiêu cực. Đây đặt xem con đằng sau cái cơ 31 nhé. Many quality graphic novels, tức là rất nhiều những cái cuốn tiểu thuyết có tranh có ảnh chất lượng. Bây giờ nó là một cái gì đấy? Bây giờ nó là một cái phương pháp kể chuyện giống hệt những cuốn tiểu thuyết truyền thống. Hay là giống như films, hay là những cái cuốn uh, audio books. Thế thì mọi người lại thấy đằng này nó lại là một cái tích cực. Đừng trận đằng trước nó là một cái tiêu cực đúng không? Tại vì người ta nghĩ rằng đây là nó ngăn cái việc đọc, nó ngăn người đọc không thể trở thành một người đọc tốt được. Còn phía dưới này thì nó lại bảo là rất nhiều cuốn sách chất lượng bây giờ được coi như giống hệt như là những cuốn tiểu thuyết truyền thống hay là giống như phim luôn. Như vậy hai này đối lập nhau. Các bạn sẽ chọn cho anh đó là However. Ừ. However. Oh, Bao là C. Chính xác. Rồi khởi đầu khá là thuận lợi. <laughs> nice. Bạn nào mà comment C là chính xác nhá. Chúc mừng Chi này, Vân Trần này, Vũ Xuân này, Lan Ngọc nữa. Thị Phương nữa này tuyệt vời luôn. À, Thị Phương còn làm luôn câu số 32 cho anh rồi. Thị Phương trả lời cho anh vì sao em chọn B vậy? Bấm bích nào được không anh? Thị Phương à, Thị Phương bấm bích nào được không? 32 vì sao em chọn B? Và cả nhà cùng anh comment xuống dưới nhé. Anh nhờ vui nguyễn nào, Vui nào? Vui vì sao chọn đó là D vậy anh? Dạ. Yeah. là một danh từ, trước danh từ là em tìm một tính từ. Trước danh từ là em ý em tức là cái từ này nó bổ sung cho people ấy à? à? nghe cũng có vẻ hợp lý nhá. Nghe cũng vẻ hợp lý, nhưng mà câu này nó không phải là gì? Nó không phải là attractive. <laughs> nó không phải là attractive. Câu này mọi người chính xác đấy, câu này là vui làm khá là chuẩn Tức là về mặt ngữ pháp em nhớ em thấy là chuẩn Nhưng mà câu này nó không cần tính từ ạ Anh nhờ sunflower nào, sunflower chọn 32 là A, lý do vì sao em? Sunflower, hướng dương à? Dương à? Dương trả lời cho anh được không? Vì sao 32 chọn A vậy? À không có micro à? à ai giờ muốn nghe mọi người nói ghê mà không ai có micro Anh nhờ Nhung Ma xem nào nhung nào 32 hai chọn là a lý do vì sao nhưng mà đâu không em <laughs> rồi thì ra con này mọi người phân tích một chút cái này mọi người phải chú ý cho anh này cái này đang cần động từ chứ không phải cần tính từ lý do vì sao mọi người phải biết về mặt ngữ pháp sau từ s s này là bởi vì nhá trong trường hợp s này bằng because bằng since tức là nó phải nối hai mệnh đề ở trong một câu mà mà các bạn biết rồi hai mệnh đề đó là S verb và like có object. Tức là cái phần đằng sau này đang thiếu. Đang thiếu một cái mệnh đề. Mà bây giờ mọi người xem nhé. They, they là chủ ngữ. Chấm chấm. Young people and motivate them to read. Thì ở đây mọi người thấy nó thiếu động từ. Bởi vì đây nó là chủ ngữ thôi mà đúng không? Đây là young people. Young people này không thể nào mà là động từ được. Cho nên cái còn thiếu này phải là dạng động từ. Thì có 32 này chỉ có thể là A thôi. Đấy là cách suy luận thứ nhất. Mình này zoom nhỉ. Cách suy luận thứ hai ấy, để cho mọi người biết cái này nó cũng là động từ đó là dựa vào đâu? Dựa vào từ end Mọi người biết and là liên từ rồi mà đúng không? Đó là liên từ tức là phải nối hai cái từ từ nhau. Ở đây đằng sau mọi người thấy and nó đang là motivate. Motivate là, là động từ. Cho nên cái đằng trước này nó cũng phải là một động từ luôn. Bởi vì trước and này đã là young people mà đúng không? Đây không thể nào mà là young people nó phải motivate được. Cho nên cái câu 32 này bắt buộc phải là động từ. Mọi người xét kiểu gì thì nó phải ra động từ. Thì nó phải là attract. Các bạn hiểu bài không? Đấy là cách suy luận. Tức là mình suy luận xuôi sure cho các bạn và mình suy luận ngược cho các bạn nhé. 32 đều phải là A. Hmm. À đúng rồi, Vũ Xuân là giống cách suy luận số 2 của anh đó. Rất là tốt. Đấy để mọi người đào sâu hơn vào cái bài này, mọi người sẽ hiểu kỹ hơn. 32 là A nhé. Câu số 33. This has been especially true with children who are not to read, especially boys. 32, anh nhờ hiểu nữa hiểu vì sao chọn C đấy Hoàng hiểu nào dạ. em dịch cho ông hiểu dịch cho anh xem nào em à, dịch, em dịch là trẻ con thì những cái đứa mà không không cẩn thận khi đọc nhưng... đặc biệt là con trai không cẩn thận khi đọc thế hả? Tại sao lại không cẩn thận khi đọc thế là nhỉ? Tức là bây giờ em dịch cái câu này đúng không? This has been especially true. Cái điều này thì đặc biệt đúng điều này là điều gì em điều này đặc biệt đúng điều này đặc biệt đúng với những cái đứa bé mà làm sao đấy chả làm chẳng chấm khi đọc đặc biệt là con trai điều này là điều gì cái điều đọc biệt đúng ấy, là điều gì ừ. muốn biết điều này là điều gì em phải đọc cái phần đằng trước câu này có nghĩa là gì đấy em rất nhiều uh, quản thư viện đúng không người quản thư viện cũng như là giáo viên thì làm sao giờ giờ chấp nhận những cái cuốn tiểu thuyết này là một cái phương pháp văn học chính thống, phương pháp văn học chuẩn cho trẻ con bởi vì làm sao? Bởi vì chúng lắp luôn à, attract chúng nó sao đây thu hút người người trẻ và khuyến khích họ đọc đúng rồi điều này đặc biệt đúng điều này là điều nào? chính là cái việc mà những cái cuốn sách này làm sao thu hút người trẻ cũng như là khuyến khích họ đọc Tức là bởi vì bây giờ sách toàn chữ không thì trẻ con nó ngại đọc bổ sư được Bản thân anh như giờ ngại đọc chứ đừng nói là trẻ con <laughs> Đúng không? Nhưng mà bây giờ mọi người cho thêm nhiều tranh ảnh vào thì nó sẽ thu hút trẻ con đọc hơn mà đúng không? Thì chính vì nó có thể thu hút trẻ con, người trẻ cũng như là nó motivate người ta đọc nhiều hơn Thì nó sẽ làm sao? Bây giờ đặc biệt một với những cái đứa bé mà làm sao? Không phải là careful, câu này không phải là careful nữa các bạn ạ Đúng rồi, cái này là phải là gì? Why not? Willing to read especially boys ở đây mọi người thấy là bởi vì là mọi người xem thử sách nó toàn chữ thì rất ngại đọc con gái con 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 gái cũng ngại đọc trên đường đó là con trai cho nên bây giờ mọi người nhắc thêm tranh ảnh vào cho đúng không cái sách đấy nó trở nên sinh động hơn nó sẽ khuyến khích người ta đọc nhiều hơn đặc biệt là với những cái đứa đặc biệt với những đứa bé mà nó ngại đọc hoặc là không sẵn sàng cho việc đọc giống như con trai vậy ngày xưa anh cũng thế thôi mà sách nào có nhiều chữ quá là kiểu chả muốn dở ra luôn chứ đừng ai đọc được chưa như vậy ba ba của bạn phải là đào na willing to verb, nó sẽ mang nghĩa đó là sẵn sàng làm gì đó. Rồi, nice. Câu 33 B các bạn nhé. À, Sunflower comment khá là nhanh này. Nice. Tốt lắm các <laughs> bạn. Rồi, câu số 34. Câu 34 là câu cho điểm nhé. Chấm ai được phép làm sai nói là tự nói là từ vựng thôi nhưng mà câu bao từ nó quá dễ đây là một câu collocation therefore they will learn new vocabulary more quickly đúng rồi 35 các bạn phải dùng cái gì đấy 34 các bạn sẽ phải chọn mới learn bởi vì sao collocation của mình đó là vocabulary đúng không đến đây thì mọi người biết ngay nó là chọn collocation rồi thế mọi người Mọi người phân tích nội dung câu hỏi đây sẽ là về chọn collocation. Mọi người phải xem là cái gì nó đi với vocabulary. Thì nó sẽ phải là học từ vựng đúng không? Học từ vựng chỉ có là lớn thôi. 34 như vậy là. Được chưa? Đấy. Bây giờ mình chỉ có mỗi câu 35. Và nếu như mà là câu 35 ấy, thì mọi người đọc một xem đáp một lần nữa nhé. Where, that, who, when. Đây là nội dung về mệnh đề quan hệ. Mà mệnh đề quan hệ thì mọi người biết là nó phải liên quan đến danh từ. Tức là mọi người chỉ cần xem cái danh từ ở trước đó là cái gì thôi. Còn toàn bộ phần còn lại không phải đọc đỡ mất thời giờ Nghe anh dung không tức là làm ngữ pháp nó hay ho một cái như vậy tức là nhiều lúc mọi người cũng, cũng không phải đọc mọi người chỉ cần nhớ ngữ pháp thôi là mọi người chọn được rồi thế thì ba lam chọn gì đây ba lam uyên vũ chọn b lý do vì sao em uyên vũ nào là cái gì cái danh từ nó bổ sung nghĩa rồi hay gì đây? là gì đấy là skill the skills skills là chỉ vật mà đúng không nó không phải địa điểm bỏ que này nó không phải chỉ người loại c nó không phải chỉ thời gian loại d như vậy các bạn chỉ có thể là b thôi đúng chưa mọi người thấy là những cái công nghệ để quan hệ như này thì mọi người chỉ cần xem cái danh từ nào trước thôi là xong mọi người đỡ phải đọc cả cái đoạn dài đằng trên đỡ mất thời giờ đây tiết học của các bạn đấy giá mà đi thi em còn được bài này đúng không <laughs> làm xong bài này rồi chắc là nhiều bạn lại nghĩ là dám mà em đi thi em còn được bài này <laughs> Nhưng mà đi thi nhiều lúc nó chỉ như này thôi các bạn ạ Mọi người mà biết cái cấu trúc ôn thi nó như thế nào rồi thì sau này mọi người ôn thi nó nhanh hơn rất là nhiều Đấy, nhớ là ba câu ngữ pháp, hai câu từ vựng Nào, đến đây thì có vấn đề gì không? Đến đây thì có vấn đề gì không nhỉ? Các bạn đã hiểu hết rồi thì các bạn nhắc xuống dưới giúp anh nhé ông rồi đúng không rồi rất tuyệt vời thế là mình xong một cái bài close test Đấy, anh làm mẫu cho các bạn để sau này về nhà mọi người tự biết cách làm còn là mình sẽ phải chuyển sang phần đọc hiểu nữa đọc hiểu cái là cái mà nhiều cái uh, nhiều cái trúc chắc khúc hiểu mà, mà chúng ta cần trao đổi ở đây đúng ba câu sai hai câu Oops <laughs> không phải sáu rồi không phải sáu nào thôi được rồi Sao phần đọc hiểu nhá thực ra đọc hiểu này là một cái mà anh muốn chia sẻ với mọi người rất nhiều cho nên là anh như anh bảo đầu giờ đấy có tận 4 buổi liền dành chỉ dành riêng cho phần đọc hiểu này thôi đọc hiểu rất hay cho nên là hôm nay thì nhá hàng một chút cho các bạn xem là nó hay như thế nào thế thì bây giờ này anh muốn hỏi một chút kinh nghiệm của các bạn làm bài khi mà các bạn làm bài đọc hiểu này thì mọi người có kinh nghiệm gì để cho bài đọc hiểu nó nhẹ nhàng hơn không anh sẽ muốn nghe kinh nghiệm của các bạn có thể comment xuống dưới nhé tại vì nhiều bạn không có mic cho nên là anh không gọi các bạn trả lời được các bạn có thể comment xuống dưới cho anh biết xem nào Mọi người khi mà mọi người làm bài này có kinh nghiệm gì để cho bài nó làm bài cho nhanh hơn không? Hay là làm cho bài nó khả năng đồng cao hơn không? Đấy, ví dụ như vậy Comment xuống dưới cho anh biết nào Còn anh sẽ muốn nghe thử kinh nghiệm của xem nào Của uh, Nguyễn Thị Như Hoa này Như Hoa 1 trên 7 Ngày 1 tháng 7 Như Hoa có kinh nghiệm gì khi mà xử lý bài đặc hiệu không em? 31 là câu đề phía cuối. Ờ, à, rồi. Những cái thiết bị con thay thế thì đằng trước nó dùng hai câu. Thay thế yếm tức là câu 32 ấy hả? Dạ ấy. Ờ. Rồi, tức là em nào xem là trước đấy 1 đến 2 câu. Ừ. gì đó. Bởi nhưng mà mình muốn hỏi, mình muốn hỏi em một chút là lý do vì sao em để câu 31 làm sao cô? Thái nhiều thời gian và tự ra gì trong cái phần câu hỏi ừ tức là là sau cục này thế thì đến ba hai ba ba đến ba tư ba năm rồi thế từ bây giờ đến ba hai ba ba em đọc một hai câu trước đấy là kinh nghiệm làm bài này thế còn mấy cái ba tư ba năm thì có kinh nghiệm gì không em à khoanh lượng <laughs> tức là kiểu ấy khoanh bừa hả anh lụi à rồi OK. OK OK OK. Rồi đã hiểu. Ở đây là xem thử kinh nghiệm của các bạn nhé. Anh nghĩ là có rất nhiều kinh nghiệm hay mà chúng ta thể học được. Đọc câu hỏi trước rồi đọc lướt các từ khóa trên câu hỏi. Đọc câu hỏi trước à? Đọc câu hỏi trước chứ không phải đọc bài đọc trước đúng không? em? Nhiều ừ. bạn lại bảo với anh là em đọc bài đọc trước, sau đấy em mới đọc câu hỏi. đấy Đấy cũng là một cái kinh, một cái phương pháp làm bài của một số bạn đọc bài trước đấy ngay phía dưới của Lan Nguyễn là bảo đọc bài trước đây này lý do vì sao Lan Nguyễn bảo đọc bài trước vậy em Lan Nguyễn nào lý do vì sao em lại nghĩ là nên làm bài đọc trước à lên lên đọc bài trước em được áp dụng và đọc bài trước và sau đó dịch thì... sau đó dịch hả nhưng mà em có gặp khó khăn trong cái việc dịch không em có gặp khó khăn trong việc hiểu nội dung bài đấy không Nhưng mà thế thì sao lại lại vẫn làm theo cái hướng đó là đọc xong rồi dịch vậy? Bởi vì là có nhiều cái mà mình không hiểu đúng không? Thì dịch làm sao được? Đúng không? Rồi. Đọc câu hỏi trước, chú ý những từ quan trọng trong câu hỏi, đọc và dịch qua bài. À. Câu dễ không được làm sai và làm được câu khó. <laughs> rồi kinh nghiệm của mạnh quá là chuẩn luôn. <laughs> 10 trên 10 về chỗ đi. <laughs> ừ thật sự là không thể hết từ từ mình chỉ cần hiểu những cảnh câu đó đưa ra à đúng rồi đúng rồi đọc câu hỏi trước chú ý những từ quan trọng trong câu hỏi ấy, rồi đọc và gì có bài rồi ok thực ra ấy có rất nhiều kinh nghiệm mà sau này anh sẽ chuyển cho các bạn nhưng mà hôm nay sẽ có một cái kinh nghiệm mà anh muốn chơi đầu tiên đó là liên quan đến thứ tự làm bài bởi vì lúc nãy anh thấy có một số bạn đảo động lại cái nội dung này cho nên là cũng đúng cái nội dung mà anh đã định nói hôm nay luôn đó chính là trình tự làm bài trình tự làm bài tức là như thế nào tức là mọi người nên đọc câu hỏi trước rồi đến bài đọc hay là đọc bài đọc trước rồi mình đến câu hỏi thế thực ra là cái này là hai cái mà mỗi người sẽ có phù hợp theo một kiểu nhưng mà anh nghĩ là ở cái thời gian hiện tại anh nghĩ là mọi người nên đọc câu hỏi trước anh nếu như mà người ta hỏi anh thì anh vẫn khuyên mọi người nên đọc câu hỏi trước lý do rất đơn giản là bởi vì là cái phần bài đọc ấy nó rất là dài mình không cần hiểu hết cả bài đọc mình không cần đọc hết cả bài đọc mình vẫn làm được đúng những câu hỏi đề ra đấy là cái thứ nhất và cái số hai là việc đọc bài đọc xong thì kiểu bởi vì nó dài quá mọi người đọc xong mọi người quên xử hết nội dung rồi ấy. cho nên là kiểu anh thấy nó cũng không có không 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 có tác dụng nhiều lắm không phải là không có tác dụng nhé nó có tác dụng nhưng mà kiểu anh nghĩ là nó không phải là một cái cái hiệu quả tất nhiên là bạn nào mà trước giờ áp dụng cái phương pháp đó mà người đọc bài đọc trước mọi người thấy làm tốt thì mọi người cứ làm không có đây gì nhưng mà anh nghĩ là với những bạn nào mà ở mức độ thấp hơn level thấp hơn ấy, thì mọi người nên đọc cái câu hỏi trước sau đấy đọc bài đọc tại vì như thế mọi người đỡ mất thời giờ bởi vì có quá nhiều từ mọi người không biết mà đọc chưa có rất nhiều từ mà không biết thì mọi người đọc bài đọc trước nó cũng chỉ tốn thời gian thôi tại vì mình không hiểu đọc câu hỏi luôn và sau đấy thì làm thông tin bài. Nhưng mà hôm nay sẽ có một cái kinh nghiệm mà anh muốn truyền cho các bạn như sau. Kinh nghiệm đấy nhá, đó là phụ thuộc vào các loại câu hỏi. Có thể mọi người, uh, mọi người trước giờ mọi người chỉ làm bài thôi mà không chú ý. Nhưng mà ở góc độ của anh là một người nghiên cứu, một người đào sâu về về cái ra đề, thì anh tổng hợp lại cho các bạn. Đó là có sáu dạng câu hỏi tất cả. Sáu dạng câu hỏi mà task tool, à không phải 2 mà là dạng mày đọc hiểu hay hỏi. Đây là hay hỏi thôi nhá. Còn ngoài ra nó còn nhiều lắm. Nhưng mà đây là sáu dạng hay hỏi nhất. Đó là câu hỏi ý chính của đoạn văn. Ngay câu 31 này chính là cái cái ý chính rồi này, này. The best title hoặc là the main idea chính là cái ý chính. Được chưa? Sau đây thì nó hỏi về thông tin chi tiết, hoặc là thông tin nào được nhắc tới trong bài. Ví dụ như là câu này này, câu 35. Thông tin nào là thông tin đúng ở trong bài? Thì với dạng câu hỏi như thế này thì nó sẽ có là gì? Ba cái sai. Ba đáp án sai đúng không? Một đáp án đúng. Ba thông tin, ba đáp án chứa được những cái thông tin sai, một đáp án chứa thông tin đúng. Đấy là câu số 35 Và ngược lại với cái này là được nhắc tới trong bài Thì nó sẽ là không được nhắc tới trong bài Đúng chưa mọi người Đấy Được nhắc tới thì sẽ có một câu đối lập đó là không được nhắc tới Tức là là sẽ có 3 thông tin có xuất hiện trong bài Còn một thông tin là không được xuất hiện Sẽ có một số câu liên quan đến từ vựng Ví dụ như là câu 33 này, này Innovative nó mang nghĩa là gì Hoặc là một câu về sự liên hệ Tức là ví dụ như là the stuff Nó ám chỉ cái gì Nó là thay thế cho cái gì Cuối cùng là một câu suy luận. Đọc bài đọc này xong thì mình có thể suy ra được cái điều gì? Đúng chưa? Thì thực ra là đây là sáu dạng câu hỏi thứ nhất. Thế bây giờ anh muốn hỏi mọi người về cái trình tự làm bài mà. Thế thì bây giờ khi mà các bạn gặp phải sáu dạng câu hỏi này, theo mọi người, cái nào mọi người nên làm đầu tiên? Anh sẽ, mọi người comment xuống dưới cho anh biết nhé. Theo mọi người, trong sáu dạng câu hỏi này, mọi người sẽ nên làm dạng câu hỏi nào đầu tiên? Và nếu mà có lý do thì càng tốt. Nghĩ một chút nhé sáu dạng câu hỏi này, cái nào nên làm đầu tiên ừ. Đấy comment cho anh số nhé Nó có từ 1 đến 6 đấy Theo các bạn thì nên làm số nào đầu tiên À nhiều quan điểm khác nhau quá nhỉ người thì 4 5, người thì 1 2 3. 2 3 4 5 6 1, 2 3 4 à. Rồi. 2 4. <laughs> Rất nhiều đáp án khác nhau. Là câu một đầu tiên tức là câu hỏi ý chính. 2 3 4 bởi vì có ở trong bài ạ. À. Cái nào không có ở trong bài em? Câu nào chẳng có ở trong bài? Thế thật. <laughs> có một số bạn nêu ra quan điểm cùng với cái ý của anh có một số bạn phải nói ra là có một số bạn nêu ra quan điểm cùng với cá nhân của anh cho nên anh sẽ hỏi thì các bạn đấy trước anh sẽ muốn hỏi quan điểm của bạn là Lan Nguyễn như nào Lan Nguyễn chọn là bốn với cả năm lý do vì sao em Lan Nguyễn chọn là bốn năm đầu tiên lý do vì sao vậy lăng về không nói được à? Rồi, thế thì mình sẽ nhờ bạn khác vậy. Mình sẽ nhờ HCN, à, Uyên xem nào. Uyên chọn là câu số 4 đầu tiên lý do vì sao? Giả sử như em thấy là đến năm triệu đang nghỉ. Ví dụ như là câu số 32 giả sử trong bài này thì em sẽ làm câu 32 đầu tiên ạ. Dạ, ạ, số này nếu mất này đồng lúc từ đấy mình thường... Ừ ừ, ừ, ừ. Tức là với em thì cái này nó khá là nhanh đúng không? Rồi, trước nên anh sẽ làm cái này trước. Anh muốn nghe thêm quan điểm của Vũ Xuân. À, Vũ Xuân chọn con số 5. Lý do vì sao? À, tức là Vũ Xuân cũng là đồng quan điểm với bạn ấy đúng không? Anh cũng xem là cái nào nó refer to cái gì? Cái từ này, it they them those, nó refer to cái gì? Tức là khá giống so với quan điểm của bạn Nguyên Vũ. Rồi. từ ra ấy, anh nghĩ là mỗi một người sẽ có một kinh nghiệm khác nhau hoặc là mỗi một thầy cô sẽ truyền cho mọi người một cái kinh nghiệm riêng của thầy cô ấy bản thân anh thì anh hay chia sẻ với các bạn trong lớp học của anh đó là nên làm câu 4 là câu năm trước nên là câu 4 là câu năm trước Dạng câu 4 là câu, dạ, câu, câu số 5 lý do vì sao lý do nó có khá là nhiều lý do lý do đầu tiên ấy đó là các bạn không phải tìm thông tin vì sao vậy mọi người có thể để thấy là những cái, cái dạng câu số 4 với cả số 5 ấy nó sẽ là những cái từ bối đậm không nó bối đậm rành rành nó gạch chân cho mọi người luôn ở trong bài này mọi người chỉ nhận liếc lên một phát là mọi người thấy ngay từ đấy ở đâu đúng không mọi người thấy ngay từ start với cả innovative ở đâu mọi người bớt được thời gian là tìm thông tin còn mọi người mà làm câu 34 có 35 ấy kể cả nó dễ đến đâu đi chăng nữa ấy, mọi người vẫn phải tìm xem nó xuất hiện ở đoạn nào mọi người zoom nhỉ cho nên là xét về cái phần thời gian nhé câu 32 cả 33 là không mất thời gian để tìm rồi đấy là cái đầu tiên mọi người nắm chưa làm những câu khác kiểu gì mọi người phải mất thời gian tìm xem nó xuất hiện ở đâu đúng không còn đây thì nó lù lù đây rồi còn tìm cái gì nữa đúng không? Đấy cái đầu tiên. Cái số 2 nhé. Với những câu là câu hỏi về từ vựng như câu 33 này, này Nếu như mà cái từ đấy là cái từ mà mọi người đã biết rồi ấy, Thậm chí mọi người không cần phải đọc. Ví dụ như là cái từ innovative. Bạn nào biết cái từ innovative này rồi, chọn luôn đáp án không cần phải đọc nữa. Tiếp tích cũng nhiều, nhiều thời gian đâu. Không phải tìm. Xong rồi lại cũng không phải đọc luôn. Không phải hai điểm quá ngon ơ rồi gì nữa. Đúng chưa? Còn nếu mà trong trường hợp là mọi người không biết cái từ đấy thì mọi người phải đọc một chút. Nhưng mà như thế mọi người đọc một chút như vậy thì mọi người bớt được cái phần gian tìm thông tin rồi. Thì mọi người đọc xem mọi người có chọn luôn được không? Nếu mà không chọn được thì để lại. Còn nếu mà chọn luôn được thì tốt quá. Bởi vì là cái từ đấy mọi người không biết thì mọi người phải đoán dựa vào ngữ cảnh. Đúng không nhỉ? Như vậy thì đây là cách làm bài và tiết kiệm thời gian hơn. Còn về cái phần the stuff thì cái này thì mọi người bớt phải đọc rồi. Nhưng mà thường là những cái câu mà liên hệ như thế này là dễ lắm. Thật sự là những cái câu như kiểu là It, they, them, those, he, she là chỉ ai là chỉ cái gì Thường là dễ cực kỳ luôn Mọi người chỉ cần đọc phần đặt trước thôi là mọi người đã chọn được cái đáp án là gì rồi Đúng không? Đấy, cho nên là khi mà các bạn làm nhé Ở đây này, ở đây là có sẽ có một số dạng ít gặp hơn 9, à, Đến tận 9 dạng liền cơ 9 câu hỏi, dạng 9 dạng câu hỏi hay gặp Nhưng mà 6 dạng đầu tiên là hay gặp nhất Còn 3 dạng sau là ít gặp hơn cho nên là khi mà mọi người có nhiều dạng câu hỏi như vậy, trình tự làm bài thế nào cho nó hợp lý thì như anh bảo mọi người, cái này nên làm đầu tiên. Lý do là như anh vừa bảo đấy. Cái này nên làm đầu tiên. Có lẽ là để cho các bạn áp dụng thử luôn nhỉ. Thử luôn xem nào. Mọi người comment cho anh câu số 32 của 33, comment xuống dưới luôn nhá. 33 trước đi, sau đấy thì đến câu 32. Hoặc à là mọi người làm cái nào trước cũng được. Bởi vì 32 của 33 nó cũng như nhau mà. <laughs> 4 mới cả năm mà phải làm đầu tiên cho anh làm luôn 32 với cả 33. À. Uh. 32 và 33 các bạn sẽ chọn cái gì vậy? có vẻ đa bản giống nhau đây không biết là các bạn đã biết từ này trước chưa ví dụ như có ba ba chẳng hạn các bạn đã biết cái từ innovative chưa để chưa còn nếu mà chưa biết mà mọi người làm luôn từ đầu ấy mọi người thấy là mọi người chỉ cần đọc thôi mọi người đoán ra ngay nghĩa là gì mà hmm. innovative mọi người sẽ chọn cho anh đa bản nó sẽ là đa bản a bạn nào mà biết nghĩa của cái từ innovative là cái gì rồi ấy, Thì mọi người thậm chí không phải đọc bài đúng không Mọi người thấy từ đấy mọi người chọn luôn 4 đáp án Xem cái nào hợp lý nhất mà theo cái nghĩa trước đây mọi người biết Thì các bạn sẽ biết ngay đáp án nó phải là Bà bà là a à, Using new ways of doing something Tức là tìm những cách mới Cải tạo hơn, nâng cấp nó lên Bằng cách sáng tạo hơn Đó Đổi mới, cải tiến Sẽ là nghĩa của innovative Mọi người nghe cái từ innovation Quá nhiều rồi còn gì nữa thì 33 chọn ngay là A luôn mà không phải đọc nữa. Đến 32. The stuff nó ám chỉ cái gì? Now. Food products, cupboard, packaging, electrical goods. Ừ, đổi mới đúng rồi uh, Vũ Xuân ạ. Cái này là sẽ bằng với đổi mới, cải tiến. Câu 32 là sẽ bằng cái gì đây? Câu 32 đọc kỹ mọi người nhớ không sai câu 32 là phí lắm. Đọc ký câu 32 xem nào. <laughs> Đừng để sai câu 32, sai câu 32 là quá phí. 32 phải là gì anh nhờ hương bùi xem nào hương bùi chọn đáp án là a à, hương bùi chọn đáp án là b 32 là b lý do vì sao vậy đóng gói những cái đồ từ đồ ăn đến sản phẩm dân dụng sản phẩm điện bị cắt tông đúng rồi dạ thì cái mình nắm là từ cái cắt tông đó xong rồi người có thì over nên là đây mình of shop đi đi là nó để những cái có thể tự, tự, tự được là cái bị tông này được sản ra là để mỗi năm là để cho việc đóng gói các sản phẩm Đúng rồi, đây chỉ cần như thế thôi mà Rồi, chính xác, cảm ơn em Thật ra ở đây mọi người sẽ thấy này Our lives are full of cupboard Ngay từ câu đầu tiên mọi người đã có là cupboard Cupboard là thùng carton mọi người Cuộc sống của chúng ta lúc nào cũng tràn ngập trong thùng carton tông đúng không? Tức là nó xuất hiện ở rất nhiều ngóc ngách Kế cạnh của cuộc sống Từ những cái bao bì mà của đồ đạc chúng ta mua đúng không? Từ sản phẩm này, thực phẩm cho đến là những cái đồ dùng điện Đều được làm từ bể carton, tông, thùng carton. tông ở Anh thì làm sao có 8 triệu tấn của cái đấy được sản xuất mỗi năm chỉ cho phục vụ cho cái việc là bao bì the stuff chính là thay cho thùng cắt tông tại vì hai câu trước đã đều đang, đều đang nói về thùng cắt tông mà. thì cái đây nó cũng phải là nói về thùng cắt tông chứ gì nữa các bạn phải chọn đó là bao bị Hiểu đúng không tức là câu 32 câu 33 ấy nó sẽ hạn chế tối đa cái thời gian một là thời gian mọi người phải tìm thông tin trong bài đọc này và cái thứ, nó số hai là hạn chế tối đa cái việc là mọi người phải tìm tức là mọi người phải đọc đấy thì 3, hai ba ba nên là đầu tiên nhá yeah. đấy là một cái kinh nghiệm nên là đầu tiên rồi bây giờ theo các bạn theo các bạn thì cái nào nên làm sau cùng là đầu tiên rồi bây giờ chúng ta đến luôn cái làm sau cùng xem nào comment dưới cho em biết theo các bạn thì trong tất cả những cái đống câu hỏi này cái nào đây là sau cùng nếu mà kèm lý do thì càng tốt nó nên có lý do đó nó có lý do thì nó sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn và mọi người sau này mọi người áp dụng thành công hơn <laughs> anh muốn nghe chia sẻ của lương thắm xem nào lương thắm chọn một lý do vì sao vậy em kiểu phải suy luận kiểu hiểu được cái ý của tác giả muốn nói đến hay là thứ gì đấy thì mới thì đấy mới hiểu được cái đoạn văn đấy nó nói được. ờ thì thực ra là cái nào cũng cần phải hiểu với tác giả mà ừ. em phần bài em cũng để lại câu một cuối lúc nào là là bà là em cũng để lại câu một em để cuối sau cùng đúng không? À. nhưng mà có lý do gì không hay là đấy do thói quen thôi? vì để mà có những cái thông tin để làm được những cái câu trước thì thì sẽ phải đọc đọc chỗ hiểu hiểu từ chỗ gần như hết bài rồi thì mới làm được câu đầu ấy. ừ đúng rồi đúng rồi chính xác chính xác từ ra là mọi người sẽ để Ủa thấy này nó sẽ có một cái trình tự làm bài mà nó khoa học hơn và nó thông minh hơn đó là gì ở đây mọi người cũng để ý xem nhé nếu như mà mọi người muốn biết được ý chính của đoạn văn này đúng không hay là một bài văn đó mọi người sẽ phải xem được nội dung chính của nó tức là tất cả các đoạn văn trong đấy nó ý đã nói cái gì Thế thay vì mọi người phải đọc cả bài thì mọi người làm những câu còn lại trước đi. Nó không cần phải đọc cả bài, nó chỉ cần đọc một một phần ở đấy thôi. Đúng không? Giả sử như là mọi người làm câu 2, câu 3, câu 4, câu 5 hay là gì đó thì mọi người chỉ đọc cần đọc một nội dung một phần ở đấy trong bài thôi. Thì sau đấy mọi người ghép nội khi mà mọi người làm xong những câu đấy rồi, mọi người nắm được cái nội dung cái đoạn mà mình vừa đọc xong rồi. Mọi người ghép các đoạn đấy vào với nhau. Thì mọi người sẽ làm được cái câu nội dung trình đơn giản hơn. Bởi vì mọi người đọc qua những cái đoạn phụ phụ rồi mà đúng không? Đọc qua những cái đoạn nhỏ nhỏ rồi, ghép tất cả những đoạn nhỏ vào với nhau thì mọi người sẽ làm được cái câu những cái câu kiểu như là câu số 1 hay là câu số 6 câu số 1 với cả câu số 6 là nên làm sau cùng nhá bởi vì là muốn làm được những câu suy luận hay là những câu tiêu đề ấy, nó đòi hỏi là mọi người phải nắm khá là chắc nội dung của bài là một và cái số 2 là cái khả năng tư duy cái khả năng hiểu bài của mọi người phải khá là tốt mà những câu này làm bài đầu tiên thì mất thời gian cực kỳ cho nên làm sao cùng cho anh để làm sao cùng đó là sau khi mọi người làm câu 4, câu 5 xong, mọi người chuyển sang làm câu 2, câu 3. Dạ câu hỏi câu 2, câu 3 khi mà mọi người làm được câu 2, câu 3 rồi ấy, thì mọi người cũng đã phải đọc khá khá nội dung của bài rồi. Mọi người thật tại đó. Mọi người sẽ phải đọc khá khá nội dung của bài rồi. Bởi vì làm sao đấy? Bởi vì giả sử như anh bảo nhé, ngay câu số 3, ngay câu số 2 đúng không? Cái nào được nhắc tới? Được nhắc tới tức là như thế nào? Tức là nó có 3 thông tin không được nhắc đến đúng không? Và một thông tin nhắc đến thì mọi người phải loại đáp án dần dần. Khi mà mọi người muốn loại được thì mọi người phải đọc khá khá nội dung trong bài đọc. Như vậy thì nó giúp cho mọi người cover cái nội dung bài đọc này khá khá rồi. Thì khi mà mọi người quay lại làm cái bài phần tiêu đề ấy, nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. nắm được không? Hiểu nhỉ? Đấy, khi mà mọi người làm được thế này thôi là nó đã giúp cho mọi người tiết kiệm rất nhiều thời gian rồi nhá. Bởi vì này, bởi vì mọi người để ý mà xem, nếu như mà bây giờ nó cho mọi người làm câu 31, ba, mọi người đâm đầu vào làm luôn 31 thì phải sống mất thời gian khủng khiếp. Nhưng mà bây giờ mọi người làm 32 đến 35 trước. Tức là khi mà mọi người làm 32 đến 35, mọi người đã phải đọc các khá nội dung bài này rồi đúng không? Thì mọi người lại quay lại làm 31 nó tiện hơn rất là nhiều. Không nhất thiết là phải làm theo thứ tự nhá không phải là cứ 31 xong rồi đến 32 xong rồi đến 33 không ai bắt mọi người làm theo trình tự từ trên xuống dưới như thế cả mọi người thấy cái nào dễ hơn thấy cái nào hiệu quả hơn cho mọi người thì mọi người làm trước bởi vì số điểm nó cũng như nhau thôi mà đúng không câu 31 này khó khủng khiếp mà cũng chỉ được không phải hai điểm thế tại sao mình không làm những cái câu dễ dàng hơn mà điểm của nó cũng là không phải hai vậy đúng không nhỉ điểm đều là không phải hai mà tội gì đâm đầu luôn mà câu 31 để là làm gì vừa mất thời gian làm câu 32 33 trước phải dễ hơn không? Yeah. cho nên đấy sẽ là kinh nghiệm cho các bạn để các bạn làm bài nhá sau này các buổi sau sẽ có những kinh nghiệm hơn nữa <laughs> hôm nay sẽ dừng ở đây thôi hôm nay sẽ dừng ở đây và bây giờ thì anh sẽ cho mọi người đi luyện tập một chút đấy, kinh nghiệm làm bài cho các bạn như vậy cái dạng này lên là đầu tiên, dạng này lên sau cùng mọi người về áp dụng thử xem thì nó giúp cho mọi người uh, cải thiện tốc độ làm bài đọc khá khá đấy hmm. còn bây giờ thì chắc là mình sẽ ấy thôi, mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là những cái uh, dạng câu hỏi hay gặp ở trong bài đọc hiểu dạng hỏi, câu hỏi đầu tiên là chính là main idea thì main idea thực ra như mình bảo với mọi người đó là nên làm sau cùng Nên mình, mình chuẩn bị cho mọi người một cái phần luyện tập nho nhỏ như sau bây giờ các bạn đọc thử cái phần này và các bạn comment thử cho anh đoàn main idea này là cái gì để anh xem khả năng đọc hiểu cũng như là khả năng tổng quát ý chính các bạn xem như nào nào nghĩ là giấy. Ừ. Bạn nào vừa comment đáp án là D à? Mọi người comment xuống dưới cho anh nhá Mọi người comment đáp án xuống dưới cho anh xem đoạn là cái gì. À rồi, nhiều bạn đã làm xong rồi. Ôi oh, rất là nhanh luôn. Nice. Anh sẽ muốn nghe một bạn giải thích một chút. Bạn nào như vừa bật mic xong, bạn Huyền Trang hay sao nhỉ? Huyền Trang đúng không em? Tôi cho giải thích cho mình lý do vì sao em chọn đây được không? Em thưa anh nói là uh, thì em nhìn vào đoàn uh, đâu đoàn ván đó là bọng bọng rù bọng bắt đó bọng rồ là được sáng tạo bọng rồ là được lá ra đời vào năm 1891 và uh, thì em đọc kiểu em đọc quá dịch sơ quá đoàn ván lại em thấy Ờ, uh, ờ, uh, em không biết giải thích rắn lắm ạ, thì em, <laughs> em đọc, đọc, đây. Rồi, ok, 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 rồi rồi, mình nghĩ là mọi người đấy, đây cũng là một cái kinh nghiệm cho mọi người này Thực ra là kiểu sau này, bây giờ mọi người đang chọn ngành nghề đúng không? Sau này nếu mà nào mà đam mê với ngành uh, dạy học như mình ấy, bạn nào sau này mà đang nghĩ đến việc dạy học ấy Mọi người cũng nghĩ đến cái việc đó là mọi người học được là một chuyện nhưng mà mọi người giảng giải được, mọi người nói được, mọi người giải thích được cho người khác, nó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Đấy cũng sẽ là một cái khác biệt giữa cái việc đi học với cả việc đi dạy. Bạn nào mà đấy, bạn nào sau này mà có kinh nghiệm là nói nói được cho người ta hiểu thì các bạn có thể cân nhắc thêm về việc là đi dạy. Đi dạy vui mà đi dạy cực kỳ vui. Được chưa? Mọi người cân nhắc đi. Đã nào bây giờ cũng đang là thời điểm chuẩn bị đăng ký ngành nghề rồi. <laughs> nào, bây giờ thì mình muốn gọi thêm bạn khác. Bởi vì anh thấy nhiều bạn chọn đang đi quá cho nên nhiều bạn giải thích nhá. Nếu Huế xem nào. Huế Nguyễn xem nào mày. Dạ thì câu đầu là bóng rổ được phát minh vào à, được ra đời vào năm 1891 với uh -huh. với giáo sư à, bởi vật lý Physical education là môn thể dục em ạ. Thì là môn thể dục. Môn thể dục. <cười> <cười> Tức là một vâng. một thầy giáo dạy thể dục. Vâng. Ở five gì đấy, ban Amat à, Masterset Ừ. Tức là được người thầy giáo là James Knight Smith sáng tạo ra vào năm 1981, à 1891. Rồi tiếp đi. Ừ, với nó còn nhắc đến cả chất liệu. À bởi vì, bởi vì thời tiết thời tiết kinh khủng vào mùa đông. À, học sinh của thầy ấy ở bên trong thả ở bên trong là hơn ở bên ngoài. <laughs> cái này thì nó liên quan gì tức là câu một đã nói về cái gì đấy thời điểm cái môn bóng bóng rổ được ra đời đúng không tuy nhiên câu hai lại đến thời tiết kinh khủng ở mùa đông rồi liên quan gì đến bóng rổ vậy nó đang nói đến cái sự ra đời của bóng rổ <cười> <cười> rồi gần đúng gần đúng gần đúng anh gọi thử một bạn cuối nhá để xem các bạn có kết nối được không nào kết nối những cái thông tin này cho một cách rành mạch rõ ràng hơn anh nhớ đăng quang xem nào đã quan thể hiện đi em, em chọn đây lý do vì sao? Đã quang à? à không có mấy à? à ai giờ dạ, chán cả người? <laughs> anh sẽ nhờ xem nào? anh sẽ nhờ bạn à thành trần, thành trần nói được không nhỉ? à thanh niên có không được à? nó hỏi về cuốn rất bóng rổ anh ơi, cả bóng rổ rồi, <laughs> rồi thực ra là mọi người chuẩn bị hết rồi chỉ có là anh muốn mọi người sẽ nắm rõ được cái cái cách phát triển bài này là như thế nào thì ra mọi người đọc câu đầu tiên mọi người biết ngay là nói về cái thời điểm ra mắt của cái môn bóng rổ đúng không basketball was invented in 1891 tức là về cơ bản nó ra đời vào năm 1891 bởi một cái thầy giáo thể dục tên là James Naismith because of terrible weather in winter tức là ông này ông dạy thể dục mà đúng không ông ấy dạy thể dục thường dạy thể dục ở bên ngo bên ngoài mà thì đấy bởi vì thời tiết bên ngoài vào trời tiết mùa đông nó quá tệ tức là nó quá lạnh cho nên là gì cho nên là những cái môn thể dục cái tiết học thể dục nó phải xảy ra bên trong tức là bên trong nhà thay vì là bên ngoài trời đấy, và học sinh thì làm sao học bên trong nhà thì nó rất bị hạn chế học bên trong nhà thì nó bị hạn chế cái nội dung của của những cái môn thể thao hoặc những môn thể dục cho nên là gì cho nên là ông này ông figure out tức là ông tìm ra được ông mình nghĩ ra được một cái môn thể thao chơi nhóm mà có thể chơi ở bên uh, bên trong nhà play indoors đúng không? Mà làm sao đây bao gồm rất nhiều việc chạy này giữ cho tất cả thành viên tham gia cùng với nhau. Đến tức là đây câu một nó chỉ thời điểm ra mắt của cái môn basketball từ câu 2 trở đi bắt đầu kể về cái lý do vì sao cái môn basketball này nó ra đời lý do ở đây là bởi vì mùa đông thời tiết quá lạnh mà học ở bên trong nhà thì điều kiện nó bị hạn chế cho nên là học sinh không muốn bị học những cái môn nhàm chán thì ông này ông bắt buộc phải tìm ra được một cái môn mà làm cho giữ cho học sinh vừa học được à, vừa học được môn thể dục vừa học thú vị đấy nó là lịch sử của cái phần the origin of basketball nguồn gốc của môn basketball đúng không thì sao rồi thật ra là ở đây mọi người thấy đó là những cái thông tin của a b và c sẽ đều xuất hiện một cái phần nào đó ví dụ như là james Naismith mọi người thấy ngay đây là tác giả sáng tạo ra cái môn này mà nhưng mà nó không kể về cuộc sống của ông này nó không kể về ông này sinh năm sinh năm bao nhiêu qua đời năm bao nhiêu ông ấy làm cái gì trong cả cuộc đời đó thì nó không kể như vậy the history of sports tức là lịch sử của thể thao lịch sử của thể thao thì nó lại quá rộng cái này dung nhỉ lịch sử của thể thao nó có ti tỷ môn thể thao ấy thì làm sao mà kể hết lịch sử của thể thao được nó quá rộng câu này nó phải không hợp lý physical education and exercise tức là tập thể dục với cả vận, động thì cái này cũng có liên quan tại vì ông này là môn ông dạy thể dục nhưng mà nó lại không liên quan gì đến bóng rổ cả mà cái này đang nói về cụ thể bóng rổ cả cho nên là câu 1 các bạn phải chọn cho anh đáp án là là đi. Hiểu không? Đấy, tức là bài này nó thành hai phần. Phần đầu tiên là chỉ mốc thời gian nhé. Mốc thời gian ra đời của basketball. Phần số 2 là chỉ về lý do vì sao môn basketball đến được ra đời. Nội dung chính là hai cái như vậy. Tức là khi mọi người đọc bài, mọi người phải biết được là từng phần 1 nó nói về cái gì. Xong gộp hai phần đấy vào với nhau. Thì mọi người ra đời nội dung chính một đoạn là gì được chưa đấy là dạng câu đầu tiên tiếp tục tụi mình tập xem sao nhá nào đây là câu factual questions tức là những câu nào được nhắc đến cái nào là câu được nhắc đến hoặc là cái nào là cái đúng nào factual questions Which of the following is mentioned in the text as a benefit of spending time with your family? cái nào được nhắc đến đó là lợi ích của việc dành thời gian cho gia đình khi mà nó đã hỏi như vậy rồi tức là có cái gì ba cái không được nhắc tới chỉ có một cái duy nhất đúng thôi cho nên là các bạn phải loại thông tin đọc thử xem sau đấy thì lại comment xuống dưới ba bạn có vẻ khác nhau rồi đây nhớ nhé câu hỏi đó là cái nào được nhắc đến là lợi ích của cái việc mà dành thời gian cho gia đình cái nào được nhắc đến tức là có ba cái sai đấy một cái đúng một cái không được bị... ba cái không được nhắc đến đâu Sunflower có vẻ là đang phân vân giữa A với cả B hay sao nhỉ? <laughs> đầu tiên B xong rồi A xong lại B. Lớp của mình có vẻ đang chia thành hai team này. Đó, đang chia thành hai team. Team đầu tiên là về chọn A, team số 2 chọn B. Không ai chọn CD à? Biết đâu đó được CD thì sao? Biết đâu đoán được CD làm nào? <laughs> B, B, A. Chi là chốt, chốt A. <laughs> nào em muốn nghe từ một bạn team team A nhá anh sẽ muốn nghe câu trả lời của bạn nào à, bạn nào nhỉ em muốn nghe của bạn chi đi em chi chốt a à, rất là cứng rắn em tìm thấy cái này ở đâu mình loại trừ trừ như nào em dê, không dơ nhưng là sao không vì sao lại vậy kit tin do kit tools cái đây nó là cái gì đấy? Kids cứ get more time to play video games Tức là có nhiều thời gian hơn để chơi video games đúng không? Cái này thì sao lại lợi ích của việc mà dành thời gian gia đình được? trên đây là loại đồng ý gì đó? Còn câu C là nó không trong đoạn văn Câu C là không nhắc đến ở trong đoạn văn Better financial state có nghĩa là gì vậy em? Là thiết bị tốt hơn Không phải, financial là state là tình hình tài chính khả năng tài chính tốt hơn tức là ý của nó là gì mình cứ dành thời gian cho gia đình thì về sau mình sẽ có nhiều tiền hơn ừ. ý nó là như vậy Nhưng mà có đại động gì đến financial đấy đâu mà đúng không, đúng không? Yes. rồi bây giờ còn A và B, chọn như nào còn câu B thì em hết dây view happy international về tình Ủa? nó liên quan gì đến để improve health em Em à, uh, build healthy interpersonal relationships liên quan đến cái improve health vậy. Wait, wait, chưa hiểu, chưa hiểu. À, thế bây giờ em em xem cho anh là nó tìm thấy nhiều neighbors hơn đấy đâu. Cái đoạn mà nó bảo là khi mà dành thời gian gia đình ấy thì bạn sẽ có nhiều neighbors hơn. Nó xuất hiện ở chỗ nào trong cái phần này? Um, why not you complain to enhance your own social experience? Why not use some play to enhance your social experience? Tại sao là không sử dụng cái việc chơi bời hoặc là cái cái những cái trò chơi để tăng cái trải nghiệm xã hội của mình? Nhưng mà đâu có nghĩa là cái trải nghiệm xã hội này đâu có nghĩa là việc là mình sẽ có nhiều neighbors hơn. Chờ <laughs> em chỉ À chuyển sang B mất motor vừa rồi xong rồi tự mình, mình chuyển sang B luôn rồi à? Vì sao sang B vậy? Improve communication Kiểm hết xem build Gates Ờ nhưng mà đây là healthy relationships Nó không liên quan gì đến health đâu em nhé Improve health tức là sức khỏe của em là tốt lên ấy, sức khỏe của em là cải thiện ấy thì những cái này communication skills không liên quan đến sức khỏe cả mà cái liên quan đến sức khỏe là phải là make fitter, fit là gì vậy fit như kiểu như là dáng vóc kiểu keep fit hay là stay fit tức là kiểu dáng kiểu vừa phải kiểu không quá thừa cân không quá thiếu cân là fit fit tức là vừa vặn thì maximum fit fitter tức là kiểu giữ cho cái form người của mình làm sao giữ cái form người của mình nó chuẩn hơn nó không bị thừa không bị thiếu gì hết thế thì đây là maximum fitter tức là improve cái heo họ lên cái gì nữa cho nên cái này đang phải là đang đi Team b mới là chuẩn nhá rồi, đúng rồi. Đấy, còn sunflower. Bây giờ mới đọc comment. Sunflower, chính xác rồi. Make fitter nó bằng với improve health. Đây mới là đoạn ngắn đó mọi người nhá. Còn bài đọc của mọi người tất nhiên sẽ dài hơn rồi. Không thể là ngắn như này được. Nào, đấy là factual questions. Có ba cái sai, một cái đúng. Bây giờ thì mình sẽ ra một cái là negative factual questions. Negative tức là như nào? Tức là cái nào là cái không được nhắc thì ra Được chưa? Có bạn nào vừa nói cái gì hả? Mọi người đáp được câu này chưa nhỉ? Hôm có vấn đề gì không? Mọi người biết câu này rồi cái gì? Rồi, ok. Thì đấy là factual nhá. Nó sẽ có một cái nó gọi là negative factual questions. Tức là nó ngược lại với câu nói trước. Cái đằng trước là cái nào được nhắc đến đúng không? Thì cái này sẽ là cái nào không được nhắc đến. Nào, sẽ có một câu như sau. Anh cho mọi người một cái phần rất là ngắn thôi để cho mọi người hiểu cái nội dung. All of the following are mentioned except. Tức là nó sẽ có ba cái lên xuất hiện trong bài đúng không? Một cái không được xuất hiện. Nó ngược hoàn toàn so với cái nào trước đấy. Thì cái đấy cái nào không được không được xuất hiện. Comment số dưới câu số 38 đáp án là gì? À, rất nhiều bạn chọn rồi, chọn đáp C. Anh nhờ bạn Hoan xem nào, Hoan hay là Hoàn đấy? Hoan hay là Hoàn giải thích cho anh anh vì sao anh chọn C vậy? Hoan ở đâu không em ừ. Hoan được à? Anh sẽ nhờ bạn ấy vậy, bạn à Cương Bùi nào. Cương Bùi giúp anh câu số 20 38 nào dẫn dạ, cũng dùng loại trừ em loại like trừ dạ cô A là phát phim ở dòng 2 nó từ đầu tiên có từ phát phát phim chắc là quá không buộc các loại rồi em tiếp okay. đi anh quá không buộc rồi cô B là uh, fertility problem fertility problem chính là cái phần fertility problem ở đây rồi dạ. reduced immunity Con... Reduce. Đúng rồi, reduced functioning of the immune system. Ở đây đang hỏi câu này có nghĩa là gì? Fat deficiency, tức là cái việc thiếu chất béo. Thiếu chất béo, khi mà mọi người thiếu chất béo thì nó dẫn đến những cái tình trạng như thế nào? Flaky skin hoặc là flaking skin, tức là cái da của mọi người nó dễ bị bong chóc ấy. Ví dụ như là mọi người biết là mọi người ăn ít rau đúng không? Ăn ít rau thì cái da tay của mọi người sẽ bị bong. Thì cái đấy gọi là flaky hoặc là flaking skin. Fertility problems, tức là những cái vấn đề về phần sinh sản Tức là có con hay là đấy Gọi là fertility problems Reduced immunity Đó chính là những cái phần hệ miễn dịch nó bị ảnh hưởng Hệ miễn dịch bị giảm Đó và mọi người thấy là những cái từ vựng nó dùng ở trong câu hỏi phía trên Nó không giống hoàn toàn những cái từ vựng phía dưới đâu Nó sẽ cố gắng thay đổi một chút Thì mình đã thấy được A, B và D rồi Thì đáp án C là không nhắc đến những cái gì cả Satiety Tức là kiểu ăn ngây ngắn, Tức là kiểu phát ngán khi mà mọi người ăn ngán cái gì đấy mọi người sẽ dùng từ này satiety được chưa thì đáp án ba mươi tám phải là đáp c thôi cái c thế là cái không được nhắc đến đấy là cái dạng câu hỏi tiếp theo hay xuất hiện ở trong bài này hay xuất hiện ở trong bài đọc tiếp thử một cái ví dụ nhé đấy là which one is not mentioned không được nhắc đến tức là ba cái được nhắc đến và một cái không được trả lời thật nhanh luôn nào hmm. <laughs> Như bạn đã comment rồi Rồi, lần này anh sẽ nhờ Lương Thắm Thắm cái này giải quyết đi em Cái này là đây vì sao vậy? Đã có mỗi đề là không được đến các ừ. ờ, Đoạn Cái đó tên là đến ở đâu đây em? I train I train of islands Train là một chuỗi Một chuỗi có hòn đảo Thì nó có luôn là gì đấy? Là All the keys are a beautiful chain of almost 1,000 coral and limestone islands. Đúng không? Là một chuỗi gần 1,000 hòn đảo liền. Cái này đúng rồi làm gì đã. Contain coral and limestone. Ở đây đúng rồi. Contain coral and limestone rồi. Are in the shape of an arc. Hình vòng cung. These islands form an arc. Đấy tức là toàn bộ 1,000 cái hòn đảo này, này. Nó hình thành, tức là tạo nên cái hình vòng cung. Ở thì đúng quá rồi. Đó phải là đây rồi đúng không? đấy đi thi nhiều lúc nó cũng chỉ vào mong vào những câu như thế này thôi là kiểu đọc hiểu ngon ơ rồi 12 câu đọc hiểu chỉ là chuyện nhỏ những con thỏ và những câu như thế này thôi là quá sướng nhưng mà mọi người đừng chủ quan tại vì là ở đây anh đã cho mọi người là không phải tìm thông tin đấy anh lấy luôn cái nội dung nào mà xuất hiện thông tin cho mọi người rồi về nhà mọi người lại còn phải tự tìm thông tin cơ chứ không có chuyện là bưng sẵn lên mồm như thế này đâu đây là để minh họa cho mọi người cái đoạn câu hỏi thôi không lại tưởng đấy thi như thế này chủ quan chết <laughs> Rồi. nào bây giờ chuyển sang câu hỏi về Vocabulary. The laundry này sẽ bằng với cái từ nào trong a phía dưới? a B C D cái này sẽ là bạn nào biết từ luôn mọi người chọn được luôn thôi À, rồi như bạn biết từ laundry chính là cái gì đấy chính là giặt rũ và là quần áo đúng không washing and ironing đúng rồi bảo tán là c nhé cái này biết là không là khó đấy các bạn đâu mà nào 38 mươi phải là c 28 sẽ là pounds pounds ở đây là chỉ cái gì rồi cái này nhìn rất là nhanh thôi 400 pounds pounds nó có hai nghĩa nghĩa đầu tiên chỉ là bảng anh đó là đơn vị tiền tệ và nghĩa số 2 là cân nặng được chưa ở đây mọi người thấy là không thể nào là cho 400 cân nặng cho một cái trường đại học được nghe vẻ không bị lắm đây phải đơn vị tiền tệ thì nó phải là units of money bảng anh đây sẽ là bảng anh đấy một bảng anh là khoảng anh nhớ không nhớ là 28.000 thì phải anh không nhớ lắm bảo anh là bao nhiêu bao nhiêu tiền Việt Nam nhưng mà cũng cũng cao đấy 28 thì phải 28 nghìn đó 40 pounds, 400 pounds of a, for a resonant hood nó bằng với cái gì ở đây a sound an offering of food an instrument a movement 42 này các bạn sẽ chọn là gì? Resident Hood nó sẽ bằng một cái gì? Cái này hơi khó một chút đấy. Cái này sẽ hơi khó một chút. The male calls to the female with a resonant hood. The female is larger than the male she sometimes reaches a body length of 22 to 24 inches. À rồi. <laughs> Chính xác. Nhưng mà anh muốn hỏi các bạn suy luận như thế nào? Anh nhờ uh, Huế Nguyễn xem nào. Huế Nguyễn chọn là A là đúng rồi. Nhưng mà lý do vì sao? Em chọn suy luận như nào vậy? Ờ, original who là một tiếng kêu vang. Sao em suy luận được nó là một tiếng kêu? Hoặc là một tiếng âm thanh ở đấy? Em học thuộc cái từ đấy. À, em mời em mới sao từ điển xong hả? à? à hai em biết chơi đấy không rồi hai em biết chơi đấy rồi biết rồi này à phải yeah. không? không thì mọi người cũng đoán được nghĩa của nó mà bởi vì sao đây the male calls to the female tức là con đực đúng không gọi con cái bằng một cái resonant hood with a resonant tức là phát ra một cái tiếng động gì đấy để đánh tiếng cho con cái biết đây là nói về là family of outlets tức là gia đình nhà cú mọi người ạ con cú ấy đó rồi, đây là một bắt đầu một sinh sản đấy. Chắc là anh đoán sẽ là một sinh sản. Không có đủ các cảnh để suy luận nhưng mà chút đã đoán là một sinh sản. Thì con được gọi con cái bằng một cái tín hiệu của của loài này. Thì đây phải là a sound. Rồi, rất tốt. Cái này thì rất là dễ rồi nhá. Reference là it they them those vân vân nó chỉ cái gì? Thì cái này mọi người chỉ cần đọc một hai câu đoạn trước là mọi người chuẩn được rồi. Nha, thử một chút xem nào. Đây nó là những cái dạng câu hỏi hay gặp nhất rồi nhé Mình chỉ lấy ví dụ cho các bạn là những cái dạng câu hỏi hay gặp nhất thôi Reference Them ở đây là chỉ ai? Hoặc là chỉ cái gì? Đúng rồi đấy. Rồi Ôi tiện quá Có mọi người thế này là anh không phải làm gì luôn <laughs> Cứ bảo đúng rồi thôi là được <laughs> But for teenagers whose emotional development requires them to become more separate from their parents and carers. Thì đây là requires them, them đấy chính là cái người đã trả trước là teenagers. Chính xác, 39A. Thế là. là xong rồi đấy, thế là xong. Như vậy thì là hôm nay mình đã kết thúc cái phần introduction ở đây. Hôm sau thì sẽ bắt đầu chuỗi 4 bài thứ ba tuần sau nhé. Thứ ba tuần sau khi mà lớp học chính thức rồi ấy, thì nó sẽ là chuỗi 4 bài chính thức của phần đọc hiểu. Đọc hiểu có tận 4 bài liền có rất nhiều. Còn thứ sáu tuần này sẽ là cái buổi học thử để học thử sau cùng để mọi người quyết định xem là lớp học có phù hợp với các bạn không. Thứ sáu này là mình sẽ đi giải đề nhá Và mình sẽ đi giải đề đại học năm ngoái 2021. Anh sẽ gửi đề vào nhóm cho các bạn. Các bạn nên làm trước. Và hôm sau thì mình sẽ lấy ra lấy đề ra để mình chữa ba bài đọc. Có ba bài đọc đọc hiểu và hai bài đọc một bài đọc hiểu, một bài đọc điền và hai bài đọc hiểu đúng không? mình sẽ chỉ kịp chữa hai ba bài đọc thôi còn không chữa được cả 50 câu tại vì nó quá dài đấy, trong thời gian ở trên lớp thì mình không kịp chữa cả 50 câu được mình sẽ chỉ được cho bài đọc thôi và thông qua bài đọc đó anh sẽ nốt cho các bạn hết tất cả những cái từ vựng mà các bạn cần phải học đấy là trình tự lớp học của mình sẽ là như vậy mọi người nào biết chưa nhỉ rồi hôm nay buổi đầu tiên là như thế đấy anh ơi, hỏi ừ. em muốn biết là anh đang hiện đang học ngành gì á và đã có trình độ chuyên môn như thế nào chưa ạ? Anh dạy ở ngoài, anh dạy tự do Anh có 8.0 IELTS Có bằng 8.0 Chắc là mọi người biết bằng chứng chỉ IELTS đúng không? Các bạn có biết đến bằng IELTS không nhỉ? À, chắc là một số bạn biết, một số bạn không đúng không? Thì thực ra là bằng IELTS là cái chứng chỉ mà bây giờ nhiều bạn cấp 3 của mình đang ấy đấy thì bạn cấp 3 của mình đang thi IELTS để mà không phải thi cái truyền thống như thế này nữa bây giờ nhiều trường đại học có cách xét tuyển là thi thẳng IELTS để cho mọi người biết là IELTS nó có giá trị như thế nào và IELTS rất khó chứ không phải, chứ không, phải không cho nên là bây giờ nhiều trường là 5 5 5 thôi là đã ấy rồi đã có thể vào được rồi thì mình có bằng 8 chấm điểm cao nhất của nó là 9 thì mình có bằng là 8 đấy, thì mình đi dạy được uh, đến nay là 5 năm dạy ôn thi đại học nhé còn dạy IELTS mình có dạy IELTS nữa dạy IELTS thì là hơn 6 năm hơn 6 năm thì các lớp học của mình trước giờ đều là có hai buổi học thử hai đến ba buổi học thử thì khóa đọc này là cái khóa đọc mà duy nhất của mình trước khi mà các bạn ôn thi cho phổ thông bởi vì là nhiều bạn trong nhóm livestream của mình nhắn tin cho mình là các bạn vật lộn về cái phần kỹ năng đọc cho nên là trước giờ mình chưa có lớp đọc nào riêng đâu tại vì là lớp học của mình toàn là lớp học tổng hợp tức là học ngữ pháp học đọc học cho âm ngữ âm học đồng nghĩa trang nghĩa học hết tức là trong bài thi cho phổ thông có nội dung gì thì học hết nhưng mà bởi vì là học hết thì nó hơi mất thời giờ mà nhiều bạn đã bảo là cần bộ cho bài đọc thì cho nên là mình tổ chức riêng một khóa đọc như này thì mình nghĩ là học lý thuyết suông thì có thể nó sẽ hơi buồn cho nên là mình muốn là khóa học của mình thực tiễn hơn cho các bạn để mọi người xem là áp dụng nó vào phần thi nó như thế nào cho nên là một buổi mình học lý thuyết và một buổi mình sẽ đi giải đề và giải đề không phải là giải đề lung tung không phải giải đề bất kỳ trên mạng mà mình đi giải đề đại học cho các bạn luôn như thế là quá thực tiễn luôn rồi và khi mà giải đề thì thứ sáu này thì mình sẽ nốt cho các bạn từ vựng nhá như vậy thì các bạn vừa học được kỹ năng tức là vừa học được chiến lược từ nghe chia sẻ kinh nghiệm của mình và các bạn vừa học thêm được cái vựng thì đây nó sẽ là nội dung khóa học đọc của mình và mình sẽ học như vậy trong vòng 7 tuần tức là có 7 buổi học chiến lược 7 buổi học lý thuyết tức là vào thứ ba còn 7 buổi còn lại là mình sẽ đi học giải định chưa? thì khóa học của mình là tuần này là tuần bắt đầu hy vọng là mọi người học buổi ngày hôm nay thì mọi người thích thì nếu như mà mọi người thích thì mọi người có thể lên học nốt vào thứ sáu xem xem có lớp học có phù hợp với mình hay không để mọi người tưởng tượng là các buổi sắp tới các tuần sắp tới sẽ ra làm sao thì nếu mà như mà các bạn mà quyết định theo tiếp thì các bạn mới cần đọc học phí, còn nếu như mà không theo nữa thì không vấn đề gì nhá Mình miễn phí cho hai buổi này luôn, không vấn không làm sao cả. Nhưng mà thực sự là mình nghĩ là khóa học của mình rất khác biệt và mọi người sẽ nhận được rất nhiều giá trị, cho nên là hy vọng các bạn có thể theo. Bởi vì là thời gian uh, 9 giờ đến một uh, tuần chỉ có hai buổi thôi, không quá nhiều. Hy vọng mọi người có thể sắp xếp thời gian được. Mình biết lúc này đang là cái lúc mà các bạn đang bận ôn thi giữa kỳ nhưng mà thi thì nó cũng chỉ một thời gian ngắn thì nó sẽ thôi mà cho nên là cố gắng sắp xếp thời gian để, để tham gia được chưa anh ơi ừ. dạ cho em hỏi trước khi anh đi dạy là anh có học đại học ngành gì trước đó không trước đó là mình học ngành uh, ngôn ngữ mình học khoa đầu tư của trường kinh tế quốc dân mình học kinh tế quốc dân của hà nội mình là người hà nội và khoa của mình học song ngữ mình học cả tiếng việt cả tiếng anh và mình có bằng cử nhân cả tiếng việt cả tiếng anh anh đi dạy trung tâm hay là tự mở? Mình cả hai. <laughs> đây lớp học của mình, là lớp học đây của riêng mình đây mà đúng không? Mình là cả hai, mình đi dạy cả trung tâm và mình tự uh, tự mở của riêng mình nữa. À. Thực ra là nếu mà sau này có cái dịp mà chia sẻ nhiều hơn với các bạn thì uh, mình sẽ chia sẻ nhiều hơn với các bạn về cái trải nghiệm dạy. Tại vì như lúc nãy mình có một cái dịp mình đề cập đến với các bạn đó là một bạn là đứng lên nhưng mình không nhớ tên bạn ấy lắm. Sorry, sorry em. Uh, cái lúc mà nói về cái việc dạy. Ấy, thì thực ra là mình rất đam mê việc dạy dạy nó là cái việc mà mình thấy rất là vui nó khác hoàn toàn so với cái việc là ngày xưa mình chỉ đi học bởi vì là bây giờ mọi người đang là đi học thôi có thể là mọi người không hiểu hết được cái vất vả của thầy cô mình là đã ở đứng ở cả hai bên rồi mình từ là học sinh và bây giờ mình là giáo viên nữa mình hiểu về cả sự vất vả của cả hai bên cho nên là mình rất hiểu và mình rất là trân trọng cái nghề mình đang làm bây giờ cho nên là sau này nếu như mà có gì thì mình sẽ kể cho mọi người nhiều chuyện hơn về cái ngành dạy nhá và bạn nào mà đang có ý định làm về ngành dạy chẳng hạn biết đấy sau này chúng ta lại làm đồng nghiệp về sau các bạn lại cũng đăng ký và học tiếng anh tiếng eo gì đó xong rồi sau này các bạn lại cũng đi dạy nữa thì chúng ta sẽ thành đồng nghiệp của nhau <laughs> hy vọng là sau này mình có một học sinh nào đấy đang học ở trong lớp này trở thành giáo viên tiếng anh thế tốt quá rồi yeah. đấy thì đấy là thông tin của ngày hôm nay thì tất nhiên là đến bây giờ là đã xong rồi cuối giờ thì mình muốn dành một chút thời gian cho cho cái việc mà Q&A, các bạn mà muốn hỏi gì thì thêm cái Q&A thì các bạn cứ hỏi xuống dưới mình sẽ trả lời. ôn thi đánh giá năng lực ạ, à. đánh giá năng lực thì mình không ôn thi đánh giá năng lực nhé tại vì là cấu trúc bài thi nó sẽ hơi khác so với cái phần là ôn thi trung học phổ thông Đấy chưa hiện tại thì mình sẽ không có ôn thi đánh giá năng lực mình tập trung vào ôn thi IELTS với cả là ôn thi uh, ôn thi cái ôn thi IELTS với cả ôn thi trung học phổ thông như này anh có chứng chỉ sư phạm không ạ à? À, cái này thì mình chia sẻ thật là hiện tại thì mình đang đang học giờ hiện tại thì vẫn chưa có hiện tại thì vẫn chưa nhận được bằng chưa? sắp tới thì sẽ có ấy. sắp tới thì sẽ có hy vọng là sẽ sớm thuận lợi học được để lấy được bằng bằng sư phạm nhưng mà thực ra là mình hiểu một số bạn có thể quan tâm đến cái việc uh, có bằng nhưng mà có thể mình nghĩ là mọi người có thể nghĩ thoáng hơn một chút nghĩ thoáng hơn một chút đấy tức là như thế nào tức là cái quan trọng nhất không phải là người ta có bằng hay không tất nhiên có bằng là tốt nhưng mà cái việc mà mọi người học mọi người cảm thấy hợp nó quyết định hơn rất nhiều so với việc là bằng cấp bởi vì là sẽ có rất nhiều người người ta có bằng này bằng kia đúng không sẽ có rất nhiều người ta có bằng trên trời dưới biển nhưng mà người ta dạy lại không hợp với các bạn đấy là một câu chuyện xảy ra rất là bình thường cho nên là mình mới quyết định tổ chức cho các bạn hai buổi học thử đấy học thử để cho các bạn trải nghiệm xem là cái đúng cái nội dung mà mọi người đang cần không là một với cả cái số 2 là người học người ta truyền tải ví dụ trong đây là mình đúng không mình truyền tải nội dung có đúng như là mọi người thấy hợp không đấy chứ còn là bằng cấp nó chỉ là một phần nó chưa đủ kỹ năng giảng dạy nó là cái mà cần phải tôi luyện qua thời gian chứ nó không thể hiện chứ không thể hiện qua bằng cấp được Anh học iOS ở đâu các ạ? Uh... Tất nhiên mình học ở... ở lớp thôi chứ còn ở đâu nữa <laughs> Mình học ở lớp học của mình, mình học ở trường, mình học ở lớp Mình có đăng ký tham gia các lớp học về IELTS Đấy chưa? <laughs> Từ 3 không đến 5.6.0, cái này nó không liên quan đến nội trung học phổ thông rồi, thì cho nên là mình xin phép không trả lời câu hỏi này ở đây nhé Nếu như mà em muốn tư vấn kỹ hơn về IELTS thì em có thể nhắn tin cho mình ở trong tin nhắn Thì mình sẽ gửi cho em cái link Để em được tư vấn kỹ hơn còn cái này là không liên quan đến ấy, trung học phổ thông rồi Anh ơi bài hôm nay anh có đăng lên lại Youtube không? Có em Có chứ Tất cả những cái nội dung này về sau mình sẽ đăng lên Youtube hết cho các bạn Nhưng mà mình sẽ chỉ đăng ấy thôi Mình sẽ chỉ đăng free hai bài đầu tiên Tại vì hai bài đầu tiên này nó sẽ là hai cái bài mà mình cho các bạn học thử Còn từ tuần sau trở đi đã bắt đầu học chính thức rồi Thì chỉ những bạn nào mà theo lớp chính thức và đã hoàn thành học phí Thì các bạn mới được xem những cái video đó thôi Đó thì mình giới thiệu lại một chút cho bạn nào chưa biết thì hiện tại là mình đang có ưu đãi về học phí ưu đãi về học phí đó là gì đó là nếu như mà các bạn đi theo nhóm từ nhóm 2 trở lên là các bạn sẽ được các bạn sẽ được giảm học phí rồi đó nếu mà như mà các bạn rủ thêm hai người nhé rủ thêm hai người thì được giảm 100 nghìn mỗi người cả khóa học đấy đây là cái ưu đãi mà hiện tại của lớp học đang đang có thì nếu như mà các bạn học hôm nay các bạn thấy thích các bạn thứ sáu các bạn cứ lên học tiếp và nếu như mà các bạn có bạn bài nào đang đang tìm lớp học đọc các bạn có thể rủ lên học luôn để cho bạn ấy cùng trải nghiệm thì nếu như mà cả nhóm cùng theo thì là được giảm 100 nghìn mỗi người ba ừ. nhóm nhóm ba người đều giảm 100 nghìn mỗi người rồi rất là nhiều rất đáng kể đấy Chà. thì không biết là hôm nay mọi người học mọi người cảm nhận như thế nào mọi người có muốn hỏi mình gì thêm về cái khóa học của lớp nữa không mọi người thể hỏi nhé <laughs> ngoài giải đề đại học ra thì còn, anh còn cung cấp những tài liệu nào không? ý em là em đang cần tài liệu gì? tại là anh bảo là anh chỉ giải đề đại học, đề phần viết niên của phần đại học. ừm. nhưng ngoài lệ cái đó thì anh có còn giải là cung cấp những cái gì liên quan đến phần quyết không? anh chỉ là liên quan đến những cái đề năm ngoái năm trước lớp học của mình là học tập trung về phần đọc mà đúng không? thì mình những cái tài liệu nào của lớp tức là hôm nay thì mình có tài liệu này, mình có soạn tài liệu riêng, hôm thứ sáu là mình sẽ đi giải đề, hôm thứ sáu là mình giải đề thì mình sẽ gửi đề cho các bạn trước này. còn hôm thứ ba là mình học lý thuyết và mình có nội dung lý thuyết của buổi đấy riêng, thì cuối mỗi buổi thì mình sẽ gửi tài liệu cho các bạn. cuối mỗi buổi thì mình sẽ gửi tài liệu mình soạn, mình gửi lại cho các bạn để các bạn làm luyện tập đủ cái nội dung không để mọi người học. ví dụ như là hôm sau mình học xong một cái kỹ năng gọi là kỹ năng scanning thì mọi người sẽ có một loạt tất cả những cái bài tập để luyện tập chỉ dành riêng cho kỹ năng scanning thôi còn hôm sau nữa thì các bạn sẽ học xong một cái kỹ năng gọi là paraphrasing thì mọi người sẽ có một loạt tất cả những cái bài chỉ tập trung vào cái phần paraphrasing này không mình có hai buổi học mà đúng không thì phần giải đề nó chỉ là một hôm thứ sáu thôi còn hôm nay là sẽ có tài liệu riêng của buổi ngày hôm nay đấy thì tí nữa khi mà xong thì mình sẽ upload tài liệu upload video upload ghi âm hôm nay mình có ghi âm này thì nó mình sẽ upload ghi âm lên trên youtube và mình sẽ upload cái phần tài liệu của ngày hôm nay lên trên nhóm skype của mình còn à, những cái lại tài liệu tổng hợp khác thì là mình chia nhỏ thành những cái từng buổi rồi để cho các bạn làm các bạn không bị ngừng. Đây là tài liệu của lớp học. Chà, nói chung là hôm nào học mọi người cũng sẽ có tài liệu nhé, yên tâm. Không có chuyện là lên học không xong rồi chỉ có thể không đâu. Phải có tài liệu để bổ trợ nữa chứ. Một tuần chỉ học có một buổi. Ví dụ như là làm đề là chỉ có vào thứ sáu rồi đúng không? Học lý thuyết là chỉ có vào thứ ba. Cho nên là một tuần một buổi như thế không là phải có bài tập về nhà để làm nữa. Bài tập thì không thiếu, mọi người muốn làm thì nhiều lắm chỉ có sợ là mọi người không đủ sức để làm thôi ấy. chứ còn bài tập thì không thiếu anh có livestream chữa đề không đó chứ mình uh, nhưng mà bây giờ là mình đang dành thời gian cho lớp thứ ba với cả thứ sáu rồi cho nên là livestream bình thường là nếu mà mình livestream tối thứ ba thứ sáu thì bây giờ sẽ đánh các lại thứ sáu này thì mình vẫn sẽ livestream để cùng mọi người học cái phần giải đề nhá còn từ tuần sau là nếu như mà lớp giữ được duy trì thì mình sẽ tạm ngừng cái phần livestream tối thứ ba thứ sáu mà mình sẽ dành thời gian cho lớp đọc của mình mình vẫn sẽ livestream mình mình sẽ vẫn sẽ livestream nhá mình vẫn sẽ livestream miễn phí vào tối thứ tư và thứ bảy So pha hiện tại thì mình chưa có lịch gì vào tối thứ tư thứ bảy thì mình vẫn sẽ cố gắng livestream hai buổi trên tuần cho các bạn để các bạn được học miễn phí nhưng mà học livestream như vậy thì nó cũng sẽ có một cái cái lợi và nó cũng sẽ có một cái hại tại vì thực ra là kiểu học livestream thì nó không theo một cái hệ thống nào cả nó không theo hệ thống mà khi mà mọi người tham gia vào khóa học thì nó được sắp xếp theo một cái lộ trình mình dạy 5 năm rồi mà mình dạy 5 năm ôn thi đại học rồi cho nên là mình phải thay đổi rất nhiều giáo trình thay đổi rất nhiều cái lộ trình làm thế nào đấy để tìm hiểu được tìm được một cái lộ trình hợp lý nhất để các bạn học để nó không bị nó học từ độ khó nó tăng dần nó có sự liên kết giữa bài này với cả bài kia để cho mọi người học thấy cái có hiệu quả nhất còn học ở trên livestream là nó không theo lộ trình gì hết đấy mọi người hiểu đấy là sự khác biệt giữa khi mọi người học livestream với cả mọi người tham gia khóa Thế thì mọi người có câu hỏi gì thêm thì mọi người cứ hỏi nhé. Thì mình sẽ trả lời. Còn nếu mà không thì hôm nay chắc là mình sẽ off ở đây thôi. Hôm nay là xong rồi.